Hello mọi người, mình là Ngọc đây. Có khá nhiều bạn yêu cầu mình làm video giảm mỡ bụng không cần dùng đến thảm. Và đây chính là video dành riêng cho bạn. Chúng ta không cần dùng bất cứ dụng cụ nào hết ở bài tập này. Động tác số 1, mình đứng hai chân rộng bằng hoặc hơn vai, đấm hai tay sang hai bên giống như mình. Bạn đừng quên là hãy xoay phần bụng nữa nhé. Gồng bụng chứ không thả lỏng. Hít một hơi thật sâu này, đẩy hơi vào và phình to bụng lên, giữ luồng hơi đó ở trong bụng để cho bụng cứng và chắc. Đó chính là gồng bụng. Chúng ta cùng nghỉ 10 giây trước khi đến với động tác số 2. Đặt hai tay sau tai, chân trái đứng làm trụ, trùng gối, chân phải mình lùi về sau, co chân phải lên phía trước kết hợp với hơi cúi xuống để gập bụng lại, sau đó trở về. Bạn nhớ hít thở thật đều nha. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đổi sang chân còn lại nào. Tiếp theo, bạn hãy co chân phải lên để gập bụng lại, sau đó trở về và đưa tay lên cao, nghiêng người sang trái thật sâu, lặp lại đổi bên. Bạn hãy chú ý là khi nghiêng người sang hai bên thì hãy nghiêng sang ngang để tác dụng giảm mỡ hai bên eo, không nghiêng đổ người ngả về phía trước nhé. Hãy đứng hai chân rộng hơn vai, co chân trái lên, hạ tay xuống và trở về. Sau đó đưa tay sang bên trái, trở về sau để tác dụng vào phần eo, trở về. Bắt đầu nào. Chạm gối và gập về sau. Chạm gối và gập về sau.
mình cùng nhau đổi sang bên còn lại thôi nào. Bài tập này chỉ còn 2 động tác nữa thôi, cố gắng kiên trì cùng mình nhé mọi người. Nào tiếp đến, tay trái mình chống vào eo, tay phải chúng ta sẽ đặt sau tai, vặn người cho khuỷu tay bên phải chạm vào gối chân trái, trở về, duỗi thẳng chân đưa tay phải chạm mũi chân trái. Chúng ta cứ thực hiện động tác như vậy trong vòng 50 giây tới nha. Một cái chạm gối này và một cái chạm bàn chân. Cuối cùng mình sẽ đổi sang bên còn lại để kết thúc bài tập của ngày hôm nay thôi nào. Bạn hãy lắng nghe âm nhạc, hít thở đều, gồng bụng để thực hiện động tác này nhé. Cảm nhận cơ bụng và eo đang được tác động. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập giảm mỡ bụng của ngày hôm nay. Bài tập tuy ngắn thôi nhưng mà lại không kém phần hiệu quả đâu. Bạn hãy nhớ kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh để có cơ thể khỏe đẹp nhé. Đừng quên đón xem video mới trên kênh của mình vào chủ nhật hàng tuần. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!